Và ngay sau đây sẽ là phần tin Việt Nam mở đầu với tin về diễn biến dịch bệnh COVID-19 thưa quý vị. Kính thưa quý vị, Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam vào chiều 26 tháng 11 đã ghi nhận là có thêm 10 ca dương tính nCoV và đều là người nhập cảnh và đã được cách ly ngay tại Sài Gòn. Các ca nhiễm mới đã nâng tổng số người bị nhiễm COVID-19 tại Việt Nam lên con số 1.331 người. Trong đó thì 1.166 người đã hồi phục, 35 người tử vong, số còn lại đang được điều trị. Vẫn liên quan đến dịch bệnh COVID-19 thì mới đây, Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết, trong danh sách 10 người các nhà khoa học đến Trung Quốc để điều tra nguồn gốc dịch COVID-19 thì có ông Nguyễn Việt Hùng là một chuyên gia về sức khỏe cộng đồng quốc tế. Được biết, nhóm điều tra này sẽ sớm đến Trung Quốc để tiến hành điều tra dịch tễ. Nhóm 10 người trong đội đặc nhiệm của WHO bao gồm chuyên gia y tế công cộng, bác sĩ thú y, chuyên gia virus đến từ Nhật Bản, Qatar, Đức, Nga, Úc, Đan Mạch, Hà Lan, Anh, Mỹ và Việt Nam. Và họ sẽ làm cùng với các nhà khoa học của Trung Quốc nhằm tìm hiểu về cách nCoV đã xuất hiện và lây truyền sang người. Và Sài Gòn đã biến khu vực Hồ Con Rùa sẽ thành một phố đi bộ. Khu vực Hồ Con Rùa và đường Nguyễn Thượng Hiền thuộc quận 3 sẽ được đầu tư và tổ chức thành phố đi bộ trong thời gian tới. Thông tin này đã được chính quyền quận 3 loan đi vào sáng 26 tháng 11. Theo đó, thì Hồ Con Rùa nằm ở ngay trung tâm thành phố, gần với nhà thờ Đức Bà, là một công trình nổi tiếng của Sài Gòn nên cần phải được xây dựng lại cho khang trang hơn. Đối với đường Nguyễn Thượng Hiền ở phường 4, giới hữu trách cho biết khu vực này được biết đến là nơi tập trung các món ăn đường phố rất nổi tiếng và địa điểm này cũng từng xuất hiện trên các tạp chí du lịch và diễn đàn du lịch của Tây Ba Lô. Do đó thì cũng cần phải tổ chức lại địa điểm này để trở thành phố đi bộ, vừa bảo đảm chất lượng phục vụ tốt hơn, vừa tạo điều kiện cho việc kinh doanh và phát triển kinh tế của người dân. Quay sang một bản tin cho biết là bất động sản xung quanh phi trường Long Thành đã tăng giá chóng mặt. Thị trường bất động sản trong khu vực Long Thành đang có dấu hiệu tăng nhiệt trở lại với những động thái mới của chính quyền tỉnh Đồng Nai trong việc đẩy nhanh tiến độ giải tỏa mặt bằng nhằm khởi công xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành. Tin cho hay là theo dự kiến thì dự án phi trường quốc tế Long Thành sẽ được khởi công xây dựng vào đầu năm 2021. Do đó, từ nay cho đến cuối năm, tỉnh Đồng Nai sẽ chi trả xong tiền đền bù giải tỏa mặt bằng cho các gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án với số tiền lên đến khoảng 1 tỷ mỹ kim. Khảo sát mới đây cho thấy là từ đầu năm cho đến nay thì giá đất tại các xã Lộc An, Long Đức gần trung tâm huyện Long Thành đã tăng cao so với cuối năm 2019. Hiện thì giá đất vẫn không hề đi xuống và lượng giao dịch vẫn tăng đều. Chính vì vậy, nhiều doanh nghiệp bất động sản đã đổ về Long Thành để phát triển những khu đô thị xung quanh phi trường nhằm đáp ứng nhu cầu sở hữu bất động sản tăng vọt của người dân địa phương. Trong khi đó, thưa quý vị, miền Trung mưa lớn, cảnh báo lũ trên các sông Quảng Bình cho đến Khánh Hòa. Các tỉnh miền Trung sẽ có một đợt mưa lớn trên diện rộng từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12. Trên các con sông từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên sẽ có một đợt lũ và nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất. Đó là thông tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn loan đi vào chiều 26 tháng 11. Nguyên nhân của đợt mưa lần này là do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường mạnh kết hợp với nhiều nhiễu động của gió đông. Và cũng theo dự báo thì những đợt lũ sắp tới, đỉnh lũ trên các sông chính ở Quảng Bình, Quảng Trị sẽ có khả năng trên mức báo động 1. Ngoài ra, các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp và ven sông. Các khu đô thị tại các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và khu vực Tây Nguyên cũng có nguy cơ ngập úng. Một bản tin giải trí cho biết là giải Oscar của Gwyneth Paltrow đã bị chỉ trích. Và kính thưa quý vị, một minh tinh gạo cội đó là Glenn Close đã nhận xét là giải Oscar hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc được trao cho Gwyneth Paltrow vào năm 1999 và cho đến thời điểm này vẫn được cho là bất hợp lý. Bắt đầu diễn xuất từ sớm thì tên tuổi của Gwyneth Paltrow được biết đến rộng rãi sau khi chiến thắng ở hạng mục nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai diễn Viola de Lesseps trong bộ phim Shakespeare's in Love 1998. Giải Oscar được trao cho Paltrow
vào đầu năm 1999 đã khiến công chúng bất ngờ. Nữ diễn viên đã vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn như là Kate Blanchett trong Elizabeth, Meryl Streep của One True Thing hay là nữ diễn viên Brazil Fernanda Montenegro trong phim chính kịch Central Station để nhận tượng vàng. Hơn 20 năm sau sự kiện này thì nữ diễn viên Glenn Close vẫn chưa hết bất ngờ về kết quả của giải Oscar năm đó. Và trong khi đó thì Johnny Depp bị bác đơn kháng kiện. Johnny Depp đã bị tòa án London bác đơn kháng kiện sau khi thua trong phiên tòa với tờ báo gọi anh là một kẻ đánh vợ. Theo Guardian, ngày 25 tháng 11 thì thẩm phán Justice Nicole đã bác bỏ yêu cầu của Johnny, cho rằng đơn kháng kiện không mang nhiều ý nghĩa và khó có khả năng thành công. Đồng thời thì thẩm phán yêu cầu anh phải nhanh chóng thanh toán 630.000 bảng cho The Sun để giải quyết các chi phí kiện tụng. Khoản tiền nằm trong tổng mức phạt lên tới hơn 5 triệu Mỹ Kim mà Johnny Depp phải bồi thường sau khi thua kiện vào hồi đầu tháng. Johnny Depp vẫn có quyền đưa vụ án lên tòa án cấp cao hơn trước ngày 7 tháng 12. Tuy nhiên, thì các chuyên gia về luật đánh giá, nam diễn viên ít có khả năng thay đổi được phán quyết của thẩm phán. Vâng, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin tức cập nhật buổi tối của đài CBN trên băng tầng 14.5 cũng như là Uno IPTV app. Ngọc Quỳnh chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi xong chương trình. Và một lần nữa kính chúc quý vị một buổi tối lễ tạ ơn, ngủ thật ngon và thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tin tức như thường lệ. Xin chào.